Diễm Văn Tần 57.11 của đài Vista TV và đây là chương trình Vòng Tay Cộng Đồng với chị Julie Diệp. Chị Julie, em có một câu hỏi mà một số phụ huynh cũng hay nói, tại vì dạo gần đây có những cái thông tin ở trên Internet rất là nhiều mà có những cái thông tin họ nói là cái research này, cái nghiên cứu này, cái nghiên cứu nọ nói là đi chích ngừa cho các bé thì có nguy cơ bị tự kỷ. Đúng không chị? Thường á, mình thấy đó là cái chích ngừa không có làm bị tự kỷ. Chị thấy đó là nhiều gia đình á, trong cái di truyền gia đình có bị tự kỷ thì mấy generation sau mình cũng thấy. Tại cái chích ngừa đó là Julie cũng nói là về phát triển á, là từ 2 tuổi á, thì nhiều lúc á mình thấy ngôn ngữ nó có nhiều quá, mình so sánh với cháu khác mình mới thấy. Đúng thì rồi. Gia đình thấy là trong nghi là trong cái thời gian gần gần đó đó họ nghĩ, mà cái chích ngừa là quan trọng lắm, nó cái bằng preventable disease, thì mình phải luôn luôn khuyên gia đình ráng giữ chứ chích ngừa đã quan trọng lắm, chứ không phải là làm cho bị tự kỷ. Mà không phải là nói là cái chích ngừa không có cái side effect, có thể nó có side effect, mà điều không phải là đa số nó không có bị. Đúng cái rồi. đó là cái exception, not the rules. So mình cũng khuyên gia đình ráng cho mấy cháu bị chích ngừa cho nó khỏi bị bệnh. Về tự kỷ đó là mình chỉ theo dõi, mình thấy cái mấy cái nghiên cứu mà mình họ thấy là nó cái retrospective research ấy, thì mình nói có thể họ nghi là bị tự kỷ sớm mà tại chích ngừa bị. Mà để mình coi cái hình hay cái video xưa mình thấy cái biểu hiện này. Đúng rồi, đúng Yeah, rồi. so cái đó mình cũng phải ráng khuyên. Yeah. Chị Julie, vậy thì theo chị thì bệnh tự kỷ mình có chữa được hay không và chữa bằng cách nào chị Julie? Bệnh tự kỷ là nó bị rối loạn về não, thì that means is you're born with it. Cái này là cái bộ não của mình, phải không? Mình cũng không có thay được cái bộ não đâu, mà điều mình biết cách là sử dụng cho nó tốt đẹp thôi. Xung giống như Julie có bị ADHD, mình khó tập trung. Sau hồi nhỏ đó thì có thể Julie không có được nhìn trong chính xác được, hoặc có thể không có chú ý lâu dài để cho đọc quyển sách hay đọc làm bài. Mà chừng mình lớn lên đó mình biết cách làm sao mình chỉnh thôi. Sau cái về tự kỷ á, là nhiều người bị tự kỷ á, là có nhiều cái tài lắm. Tự kỷ là không không phải là cái gì mà Julie thấy là xấu, mà mình hiểu được, mình chấp nhận được á, mình mới được tìm đủ dịch vụ cho cháu sớm. Sớm chừng nào tốt chừng nãy, không phải là mình nghe đó, mình nghe nhiều người nói đó, mà nhiều gia đình không có biết làm. Sớm á, cho Julie á, là 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi, tới 2 tuổi cho Julie là tính là trẻ rồi. Tại Julie làm trong nghề speech therapy cũng 20 năm rồi. Thì mình biết là chừng nào phụ huynh dẫn cháu tới mình đi, 1 tuổi nó không biết nói chuyện, nó không biết lặp lại. Có thể năng mình kêu bay, nó không có bay theo với mình. Thì có thể giao vô học đình, tại mình biết có thể là cháu anh chị em bị tự kỷ hay bị chậm phát triển, thì mình giao vô sớm. Cho nên 1 tuổi rưỡi nó không biết 15 chữ, thì lúc đó mình gọi regional center, họ mở hồ sơ có giúp liền. I think cái nhiều cái khó khăn của gia đình đó là một phần là tìm hiểu cái chương trình nào, cái trung tâm nào giúp cho gia đình trước. Nhiều lúc mình đi bác sĩ gia đình, bác sĩ nhi nói có thể thằng boy nó chậm nói lắm, mà đừng có nghĩ đó là tại Julie nghĩ là 15 tháng mình thấy nó không có 15 chữ đó, thì liên lạc regional mở hồ sơ, có người worker giúp cho gia đình cũng hướng dẫn, Julie thấy tốt lắm. Mà tại mình phải chấp nhận là nó chậm phát triển, mà mấy cái chương trình của mấy tụi em á là mắc lắm, đắt lắm, chứ không phải là rẻ. Một tiếng đồng hồ của speech therapy giống như baby sẽ cả tuần vậy. So cái đây là cái chương trình đặc biệt, nó cái bằng specialist, chứ không phải là mất thời gian. Như Julie thấy đó, mình ở Mỹ đây đấy, nó có nhiều quyền lợi. Nhiều Việt Nam của mình á, thấy sợ làm ngại, hoặc không có muốn làm phiền ai. Đúng rồi. Mà Julie nói nó không phải là mình ở Mỹ nó có nhiều quyền lợi, con mình không có cần đâu, có ai cho cháu đâu. Thì chừng nào mình thấy con mình lo một chút thôi, cho Julie giúp, hay cho cái trung tâm khác giúp. Kia không phải là bắt buộc phải tới Julie, không có nhiều speech therapist lắm. Tại Julie là biết nói tiếng Việt Nam chút, mình biết làm parent training, thì Julie nó thấy nó hay hơn. Tại hôm sau gia đình mình thấy có người Việt Nam dễ nói chuyện hơn. Nói chuyện hơn, đúng rồi. Tại vì nhiều khi cái ngôn ngữ nó cũng rất là quan trọng. Vậy chị Julie có thể chia sẻ với quý vị khán giả để cho quý vị biết là một cái speech therapy session nó như thế nào, mà làm sao mà speech therapy session có thể giúp được cho các bé bị tự kỷ? Ok, speech therapy á, là nhiều người nghĩ là giáo viên. Mấy em không phải là giáo viên, mấy em là specialist, nó gọi là speech pathologist. Pathologist là chú ý về disease and disorder, cái gì nó bị sai, nó bị hư. Thì mình nghĩ đó là mấy cháu mà chậm phát triển á, hay bị chậm nói, hay bị tự kỷ á, nó bị rối loạn về não. So cái việc của Julie không phải là dạy về ngôn ngữ, mà tạo sao cho cái dây thần kinh của cháu nó connect, cho cái bộ phận bộ não của nào nó làm việc, nó giống nó sáng lên vậy đó. Nó có việc, mình nghĩ giống như cái computer vậy,
ha, mình có cái monitor, mình có cái keyboard, cái việc có speech therapy là gắn cái đây qua cái đây, ha, để cho nó kêu bằng neural việc, connection hả? Vậy thôi. Mà điều mình dạy với mấy trẻ em á, mình phải dụ nó, mình phải chơi cái gì, mình phải dạy cái cách sao cho nó tập trung được, đúng rồi, phải không? dạ. Thì sometimes speech therapist á là làm cho nó kêu bằng neural pathway, communication pathway, là có thể nó nghe mà có thể nó nghe nó không có phát qua chuyện cái bộ não về về phần nói. See? So mình phải chỉnh cho cái đó. Hoặc có thể nó nghe mình mà con mắt nó không có tập trung về nó xem cái món gì mình đang thấy. Thì có thể cái ngôn ngữ nó không đi vô. Đúng rồi. Right? So we do neurological pathway, communication pathway. Khó vậy lắm. Mấy tụi em phải có bằng master. Thì phải học 6 năm at least đại học. Làm trong người đây mà ngồi giống như chị thấy mấy tụi em vậy giống như ngồi chơi vậy đó. Mà cái người mà giỏi đó làm cười cho mấy cháu cười, làm cho mấy cháu vui. Mình cười đó, mình vui, không mình giận dữ cũng được. Đó là cái emotional learning. Phải không? So mình nhớ cái gì đó, cái nhớ gì đó, mình buồn lắm, hay mình vui lắm. So trong nhiều đứa cháu mà mới tới mình á, có thể nó khóc nhiều. And gia đình đau lòng lắm, muốn vô liền. Em nói thôi, mấy em làm 20 năm rồi mấy chưa biết cách chữa trị, thì tin tưởng em chút đi. Thì gia đình ok ráng, mà cũng ngồi lobby từ từ nghe, cũng ráng mở cửa vô, phải không? So thì Julie thấy no, không được làm vậy, phải tin tưởng mình chút, phải không? So nó khóc, even though lúc khi nó khóc nó vẫn cũng học. Đúng rồi. Tại học về speech therapy nó có 5 cái điều kiện. The first one is attention, có tập trung được có không? Tập trung được không? Participation, nó có ráng cố ý làm cái gì mà đang dạy không? The third one là repetition, nó có luôn luôn làm được không? Fourth one là evoke response, là có nhớ không? Five mới tự làm. Mỗi cái chữ Julie dạy, Julie phải giảng cho gia đình. Ô, năm mới bước thứ một thôi, nó đang thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Mỗi chữ phải làm 5 bước, then mới phát triển được. Nếu mà như vậy thì có cái cách nào mà để cho gia đình ở nhà tập thêm cho các bé không? Tại vì thường là em biết là cái speech therapy rất là mắc. Giống như chị Julie nói là một tiếng học là bằng cả một tuần babysit. Thì chị Julie có giúp cho gia đình tập thêm cho các bé ở nhà không? Tại vì nhiều khi một tiếng đâu có đủ đâu, đúng không? So cái gì mà gia đình cần làm nhất là biết cách chơi với cháu. Làm mặt khỉ, làm peekaboo, trốn gì đó. Làm cho nó chú ý về con mắt mình, chính xác vô con mắt mình, nó quan trọng nhất. Có thể mình dạy cho cháu ngồi yên một chỗ, mà bố mẹ chạy qua chạy lại thì nó phải visual tracking. Nó phải nhìn theo. Nó phải nhìn theo được, nó kêu bằng joint reference or maintenance of attention. Thì lúc đó mới ngôn ngữ. Chứ mình thấy mà mình chưa chú ý đó là nhiều đứa mà chậm phát triển á, nó làm cái việc một chút nó qua miệng khác, nó qua cái khác, nó đâu có chú ý lâu đâu, phải không? Rồi mình làm cái đó, mình không có bắt nó lặp lại về miệng. Nhiều người nghĩ là speech therapy là lặp lại nói chuyện về miệng, mà Julie khuyên gia đình á là làm cho nó bắt chước về cái tay, vỗ tay, ca nhạc, giống như mình coi mấy cái nhạc Barney á. So nó có đủ cái wheels on the bus, nên nó up and down, nó làm mấy cái đó đó. So Julie khuyên gia đình bắt dạy cháu mấy cái vận động tay chân. Chứ không phải về nói. And then lúc mà dạy nói đó là không phải dạy chữ trước, mà dạy cái âm, giống âm thanh về con vật, ha, máy bay, ha, mình nói ô con chích chích đâu, wow wow đâu, phải không? Mình không có dạy chó, mình nói wow wow, wow wow nó vui thì nó muốn lặp lại. Chó đâu cái gì vui mà nói tiếng, phải không? đúng rồi. Mình phải dạy cái gì cho mà cháu nó thích. Thì I always do nó cái bằng preferred. Prefer trước. Mình thấy con mình thích cái gì, chừ nào con mình thích ăn, dạy cái chữ ăn thôi. Thì mà điều Julie luôn luôn dạy chữ ạ trước. Thôi chừ nào nó không nói ạ, mình bắt nó khoan lại, cúi đầu xuống, phải không? Then next time mình nói ok, next time con phải lên giọng đi. Ok, then được. Từ từ nó cái bằng successive approximation. Mỗi lần mình đòi thêm một chút, chừng nào cháu mà cúi đầu xuống không quan tay lại á, là cái gì thần kinh nó tới tay thôi, mà nó không có tới cổ họng, nó cứ bằng voice box. Nên nó cổ họng rồi đó mới hàm miệng với cho. Đúng rồi. Cho xong mới được môi với lưỡi. Chứ hả miệng thôi à, chứ không có cần nói chữ ạ. Nó phải có từng bước. Dạ, tại mỗi cái đây là dây thần kinh riêng. So Julie dạy á, là nó cái bằng multi-sensory approach, and multi-system approach. Thì một phần mình phải dạy cái gross motor, cái bắp thịt lớn, từ từ mới nhỏ vô cái mặt. Về cái phần nói chuyện á, là cái bằng fine motor, cái muscle nhỏ. Cảm ơn chị Julie. Chương trình thì cũng sắp hết giờ. Em muốn hỏi chị Julie là chị Julie có một cái lời nhắn nhủ nào đối với các gia đình, nhất là gia đình Việt Nam của mình mà mới được chẩn đoán là con của mình bị tự kỷ hay không, trước khi mình chia tay với khán giả? Julie muốn nhắc nhở gia đình là tự kỷ
là không phải là cái gì mà nó làm cho con mình không có khả năng, không có thông minh. Mấy cháu tự kỷ nó có nhiều ý kiến, nó có muốn tiếp xúc với mọi người, với nó cũng thông minh lắm. Thì gia đình á, chừng nào mình chấp nhận cháu cần cái sự giúp đỡ của mấy tụi em là specialist á, thì mấy cháu nó tiến bộ hay lắm. Có thể nó có làm việc, nó làm kỹ sư, hay nó làm bác sĩ, hay nó làm cho Google. Nhiều mình nghĩ là mấy người Google hay mấy người engineer, kỹ sư đó, đó là về tự kỷ, chứ không phải là không có tự kỷ. Mà họ biết cách làm sao chữa trị về cái hành vi đó, họ có cái tương lai tốt đẹp. Thì Julie hy vọng gia đình có nhiều cái, vẫn giữ cái hy vọng đó để cho con mình nó có được tự lập, để vì có nhiều nhiều cái tương lai tốt đẹp. Kính thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc hay câu hỏi gì, xin gọi cho Nam Yến ở số phone là 714-558-5405 hoặc gửi email về địa chỉ email là vongtaycongdong.vista@gmail.com. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Mến chào!